Thực hư thông tin Man United bắt đầu đàm phán chiêu mộ Neymar. Man United được cho là đang xúc tiến thương vụ chiêu mộ Neymar, nhưng mới đây nhà báo chuyên săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bác thông tin trên. Tin tức Neymar muốn rời PSG đang xuất hiện tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những tin đồn trên không phải không có cơ sở khi tiền đạo người Brazil đang không được lòng cổ động viên đội nhà. Hơn nữa, đội bóng nước Pháp muốn bán Neymar để giảm quỹ lương, cũng như thay máu lực lượng. Tờ Marca cho biết PSG hiện muốn bán Neymar trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trước khả năng siêu sao Messi cũng ra đi khi hợp đồng hết hạn ngày 30 tháng 6 tới đây. Đội bóng thành Paris sắp tới chỉ tập trung vào tiền đạo Mbappé là trung tâm của dự án mới của câu lạc bộ. Trong khi đó, tờ Le Equip nhấn mạnh, sau 2 mùa với bộ ba tấn công Messi, Neymar và Mbappé không thành công. Trong mục tiêu chinh phục ngôi vô địch Champions League, PSG đã chuyển hướng theo một dự án khác, trong đó đội bóng này chỉ tập trung vào Mbappé là trung tâm của dự án. Dĩ nhiên, Man United luôn được gắn ghép với bất kỳ cầu thủ nào mỗi khi thị trường chuyển nhượng hoạt động. Maka thông tin thêm, đội bóng chủ sân Old Trafford đang cần chiêu mộ một ngôi sao lớn trong mùa hè năm nay sau khi đã gần như chắc một suất dự Champions League mùa tới dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Neymar là cầu thủ lớn mà đội bóng này rất quan tâm và có tin đã xúc tiến đàm phán. Thế nhưng, mới đây nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ Man United chưa hề có kế hoạch chiêu mộ Neymar và chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra. Hiện tại, giữa MU và PSG chưa có bất cứ cuộc đàm phán nào về Neymar cả. Chưa có điều gì xảy ra ít nhất là tới lúc này, phía PSG đang thảo luận về khả năng Neymar ra đi hè tới, đồng thời lên kế hoạch chi tiết cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.